ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើចេកឆឹងហើយសម្រាប់ចេកឆឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកាត់វាជាពីរជាពីរដើម្បីស្រួលក្នុងការយកញ៉ាំណាចាសបើសិនជាយើងដាក់មួយមួយអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការយកញ៉ាំដោយសារតែយើងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងធ្វើវិធីងាយស្រួលសម្រាប់យើងញ៉ាំណាចាសហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាន ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំមានចេកចំនួន8ផ្លែហើយចេកនេះយើងអត់សូវយកអាទុំពេកទេគឺយកមកល្មមតែម្ដងចាហើយនេះគឺជាសាច់ដូងហើយសាច់ដូងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាដូងដែលគេកោសរួចហ្នឹងគេដាក់ចូលក្នុងទូកកហើយពេលដែលយើងយកមកប្រើយើងត្រូវការទុកវាឲ្យបាត់កកសិនមិនយើងយកមកប្រើបាន ចាហើយសាច់ដូងនេះខ្ញុំប្រើចំនួន1កូនចានដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តដូងច្រើនយើងដាក់ច្រើនណាហើយចំពោះស្ករក្រហមនេះខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយពេញតែម្ដងអំបិលខ្ញុំប្រើចំនួន1/2ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះខ្ទិះដូងខ្ញុំប្រើចំនួន2 ក្រាមស្មើនឹងកន្លះកំប៉ុងចាហើយនេះគឺជាទឹកកំបោរក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់កំបោរចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ហើយទឹកចំនួនកន្លះចានដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកចេកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចសិនណាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបកចេកយើងយកក្បិតហ្នឹងកាត់ក្បាលកន្លែងក្បាលចេកហ្នឹងចេញមកចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកមកងាយស្រួលចាយើងមិនបាច់ហែកចេកម្ដងមួយម្ដងមួយហែកបកអីធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាស្រួលបកដែរណា បន្ទាប់ពីបកចេករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកចេកនោះមកកាត់ជាពីរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់កាត់ជាពីរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកចេកនោះឆឹងទាំងមូលអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយការកាត់ចេកនោះយើងចង់កាត់បិឈិតចេកក៏បានយើងចង់កាត់ឲ្យត្រង់ក៏បានដែរអាស្រ័យការចូលចិត្តរបស់យើងហើយសម្រាប់ការយើងកាត់ជាពីរនោះងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំដែរនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកសមចុចម្ដងម្ដងម្ដងម្ដងញ
Mình tốt bị cắt chê, chỉ bị rụi rõ hai chân, chăm chạp đàm vô chê nhấn từ trăm khăn tật cầm bào. Hai chúng bố tật cầm bào nâng dương vô tật phần này khẳng lơ tế hai ba để công tích cầm bào nâng khẳng cớm dương ọt vô ấy ná. Chà là nít chăm chạp đàm chạm tật phần này khẳng lơ vô mập ra tế. Hai mình tốt bị chạm hai chăm chạp đàm vô chê tương ọt nâng đã chô nâng khăn chà nâng đâm bay trăm tục chào để dạ bê đập rằm nịt tí sân. Đâm bay ở chê nâng vi lăng rừng lõ. Lần này chúng tôi chào đọc bà mẹ tí sân hay đọc bà mẹ tí cái khi nhóm nâng mọc bà hàng chú nè tỏa khả nê mơ mà đoàn tiền. Chào bằng tập bị đọc bà mẹ tí cái nè tỏa khả nê mơ nâng nông tắc cư miên dập hiệp lọ hai chê dưỡng chạp đàm lăng bùa riêng cầu máy chiêng môn bằng tịch. Hai đối chân này hai dưỡng trời ca vô chê nâng tự liên xâm át chùm nôn bì tật bày tật hai đồng bày ọ chị rùm ọ đôi chị rụp khi nhóm bằng hàng chân á. Hai rụp được nhóm bằng hai nít cư chỉ chết để dương ban liên xâm át rụi rô hai. Chà một tập bị dương liên xâm át rụi rô hai chân ở lớp nhóm chạp đam vô chết nâng tự đạ chân đồng bây bảo hành chung để tỏa khả nê mơ. Chia đồng bốn nhóm chạp đam bạc phá lớn hai dương đạc tê hai lăng cực đăng bằng tịch sân máu hai một tập máu dương chạp đam vô score của hôm dương mà đạ chô tự khả nông tê hà nâng. Bây giờ đã score cho anh chẳng score dưỡng vì riêng lắng sưu được trên hai khi nhóm bằng thay tập bằng tích đồng bây anh ý sử dụng không ca rùng lý score nâng. Bằng tốt máy dưỡng chạp đàm cô score nâng ở vì lắng của hôm lò bằng tích sân. Chà lần này,
score để dân ban cô nó chắp đam lang của hòm lò hai mình tập bị score lang của hòm lò hai chắc khi em chắp đam đặt tì đông chồ chấm bốc tì đông ní khi em prate môi chấm nôn sân tế chà pi rồi ml nó cứ khi em prate chấm nôn ta mà rồi ml sân tế chà đầm bay đã cô cho mới score đầm bay cầm ao giờ score nắng bị lăng khâu nhé hình chân dân đã tật phẹt phẹt máu hay chầm dân đã chê chô một tập bị chặt tít đông châu hai chắc trong chập đam đạm bảo châu tầm đó hai dân cô cho bảo châu khnì sập mau đầm bay ai bảo đang score châu chít khnì bàn lo chà là nick chăm chập đam đại chế chố một tập bị đại chế chố hai chắc nhưng chập đam chập bỏ chế hành tức score nó ngồi chỗ kia sập lò mình tịch màu hai ở ca cô chế những trơ ca thân đây mình tịch chia viên ao chế những việc bài khôi tầm đó á chà là nick dân chập đam đúng ngoài chế hay năng tức score nó là hô to tập khang ao sân á chà bây giờ dương tất score pu khăng chấm dương mà thoi phơng mình tính nhé chỉ viên ở việc pu khăng thôi bài chế hay một tuột máu dương ai vô sập ria rư co là bỏ bài mối đai ở sơ ở prai cầm lang khăng á dương tập lập từ tập lập màu đồng bài ở chế nước vi lang pu có hòm sập bàn lò chà là nick cho mình to đồng hoa chè nâng là hô to lang của hòm hay khác tật mình tịch sân á chà là đi chê dân chập đam khát tật mình tới giấy nè chà là đi chăm chập đam chạm tí đâu mà thay cho thật nóng nắng chăm buộc tí đâu để nó so bẹ cả đá nó dân chạm bằng hai ấy nè cha sản phẩm ca rồng ngọc chế nhé này từ ngọc này xoay lơ chế đai và sân chỉ chế dương răng kháng vì cro cho ấn á dương ai mà thay tự tì mà tịch tiết bàn dương ngọt cầm nó tha trông tập bì rồi mì để lít nâng tết á và sân chỉ chế dương răng kháng hay riêng thống thống vì riêng smu tắc này từ ngọc này ai mà thay tự tì đô mà thay tịch tiết bàn á cha là đích nhóm tục chế nâng rồng ngọc chào mà tịch tiết sân chà là ní tật đại dương rồng ngoa chê nó bị chập lang sụn mà tịnh hai lớp khi em chập đam vô sạch đốm mà đã trôi nó không chê năng tầm đón hai sạch đốm nó đẹp tỏ khi trôi chết chết nhưng đại tràn tơ bờ sa dương sao trôi chết nhưng đạn tích của bàn đài mình tập bị đạn sạch đốm châu hai chắc khi em chập đam cho bò châu khi nhiệt sập bằng tịnh sân đầm bay ao sạch đốm hai nương chê nước po lang có hòm đôi khi nè chà hai sản phẩm ca chăng chết bà sân chỉ là tỏa cho chất ăn viên tật nợ phải phát nè tỏa khía ai tục tật rư gọi đạo tật ở cha chiên đồng tịch bàn dương gồm đồng ngoài viên ngụt bê chứ chà bà sân chỉ là tỏa khía ở cho chất ở viên tật phải phát tế dương ai cô ngụt được dịch nhóm cô chẳng á chà là nít chê chăng dưỡng bàn rủi ro lắm nè tỏa khía
sạch đô hay nâng chế đang bọc hòm đôi khi hai chân khi em chạp đam bật phơi cháo hay lược đồ đã chan bằng hai chun nhẹ tạo khi mơ cha là nít chơi trắng rồi rồi hai nè từ ác ní ác con chơi mình tên xong rồi cả chơi mơ vì lỗ bằng những nhóm xong chơi chơi lại những xem để mới phong nó bóng phong ác con chơi bye bye.